Sau 6 năm lấy chồng Ấn Độ, diễn viên Nguyệt Ánh vừa tự chăm con, vừa bán bún bò. Nữ diễn viên tập trung dành nhiều thời gian cho con và gia đình. 6 năm lấy chồng Ấn Độ và có con, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời Nguyệt Ánh có rất nhiều câu chuyện nuôi con, làm mẹ bỉm sữa thú vị. Được biết, nữ diễn viên xinh đẹp, nổi tiếng Nguyệt Ánh kết hôn với người chồng Ấn Độ vào năm 2017. Sau đó, cô hạ sinh con trai đầu lòng năm 2018. Con trai chào đời khỏe mạnh như một món quà hạnh phúc ngọt ngào nhất của Nguyệt Ánh. Bởi khoảng thời gian cô mang bầu, từng gặp khá nhiều biến cố do làm việc nhiều. Một ngày ánh bị xuất huyết đỏ, trong quá trình đi công tác do xe chạy dàn và sốc quá, nên tôi đã cảm giác được có gì đó khác biệt rồi. Tôi gọi điện hỏi bác sĩ và đi siêu âm. Bác sĩ nói không thể nương tay được nữa, bắt buộc tôi phải nằm một chỗ, nữ diễn viên nhớ lại. Nhớ lại khoảnh khắc sinh con, bà mẹ vẫn còn sợ hãi vì cứ nghĩ mình sắp chết rồi vì quá mệt mỏi. Thế nhưng lo sợ sức khỏe con nên bà mẹ phải cố gắng hết sức làm một hơi thật dài. Quá trình sinh nở khiến Nguyệt Ánh sợ hãi đến tận giờ và không muốn sinh thêm con lần nữa. Con trai diễn viên Nguyệt Ánh, bé Nanda, vừa bước qua sinh nhật 5 tuổi cách đây không lâu. Cậu nhóc điển trai khôi ngô tuấn tú, sở hữu nước da ngăm, pha lẫn của mẹ và bố. Nanda có đôi mắt và sống mũi đẹp như bố. Cậu nhóc được Nguyệt Ánh tự tay chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục một cách chỉnh chu. Trong một chia sẻ phỏng vấn, nữ diễn viên Cổng Mặt Trời còn thừa nhận cô bị lo lắng cho con thái quá đến mức trầm cảm. Tôi biết bản thân rơi vào giai đoạn trầm cảm. Dù tôi cố gắng hết sức, nhưng nhiều khi sức khỏe của bé nằm ngoài kiểm soát của mình. Con sốt hay bị gì đó là tôi cảm thấy căng thẳng. Đến mức mà khi nhìn ra ban công, tôi nghĩ đến việc sẽ nhảy xuống. Tôi phải cố gắng tự đẩy mình ra khỏi suy nghĩ nguy hiểm đó vì không muốn người thân phiền lòng. Khi con lớn dần, nữ diễn viên thậm chí vẫn không muốn trao con cho giúp việc chăm sóc mà dành hết phần mình. Tôi không để cho ai chăm sóc mà muốn một mình chăm sóc con. Tôi muốn mình phải có thời gian để đồng hành cùng con trong mọi giai đoạn, cả về vật chất và tinh thần, nên tôi không thích giao cho một người khác. Ngay cả giao cho bà ngoại tôi cũng không thích. Ví dụ như vú nuôi, nhiều khi họ không theo cách sinh hoạt của mình, hoặc lời ăn tiếng nói sẽ ảnh hưởng đến con. Vậy nên tôi muốn mình là người định hướng, đồng hành với con như một người bạn, người chị và người mẹ. Có lẽ cũng bởi vì thế mà cậu nhóc Nanda luôn ngoan ngoãn, mới 5 tuổi nhưng đã có thể nói được 3 thứ tiếng, tiếng Ấn, tiếng Anh và tiếng Việt. Chia sẻ về cuộc sống hiện tại của mình, nữ diễn viên cho biết mỗi ngày cô thức dậy sẽ chăm chút cho con trai, đưa bé đi học, đón bé về, chăm sóc vệ sinh và ăn uống. Ngoài hoạt động nghệ thuật, cô hiện còn kinh doanh nhiều sản phẩm, trong đó có tàu hũ, nước trái cây lên men và đặc biệt là món bún bò, khiến Nguyệt Ánh vô cùng tâm đắc. Thu nhập từ việc bán bún bò và một số sản phẩm khác giúp cô có đủ kinh tế vững chắc để chăm lo cho con. Nhiều năm qua, diễn viên Nguyệt Ánh vẫn chia sẻ hình ảnh con trai và người thân lên mạng xã hội. Tuy nhiên, không nhắc gì đến người chồng Ấn Độ, khiến cô gặp khá nhiều tin đồn không hay. Tuy nhiên, nữ diễn viên thổ lộ không quan tâm đến những tin đồn đó, mà chỉ tập trung cho công việc chăm sóc con trai. Những tin đồn đó không ảnh hưởng gì đến tâm trí của cô. Khi được hỏi về kế hoạch sinh con thứ hai, bà mẹ cũng thẳng thắn sẽ không sinh thêm nữa vì muốn dành trọn thời gian và yêu thương cho Nanda. Ai cũng bảo tôi nên có thêm con gái để Nanda có bạn đồng hành, nhưng tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Bây giờ tôi tập trung để có nền tảng vững chắc cho gia đình, cô nói. No!